Chủ nhật này sao? Dạ em Tâm. Tâm lại Cô giáo. Dạ cô giáo dễ thương mà. dễ thương sao? Sao biết dễ thương? Khang cái bệnh dễ thương. Khang thấy Bình dễ thương hả? Má cô Tâm là làm gì? Cô gì vậy? Chứ không biết cô gì. Rồi Tâm sao? Dễ Nhìn đây thương. nè. Dễ thương. Có gì nữa? Hỏi hoài luôn. Ê, gọi gì nữa? Cái đòi Không, sao hết được? Nhiều lắm, sao hết được? ăn ngon Gọi gì nữa? nó Gọi gì nữa? ăn món mẹ Tâm nấu ngon. Bữa đó kể lại câu chuyện bữa đó sao? Coi cái đích của con thấy cái bình đẹp trai giờ hương. Rồi bữa đó ăn thấy sao? Ngon Rồi thấy Tâm sao? cũng được. Dễ thương mà. Cái gì dễ ngon gì thương cũng được là sao? cũng ngon mà nó biết rồi. Rồi chủ nhật này sao? Đi ăn Ở đâu? xe tâm Rồi gặp ai? gặm tâm Nhìn đây nè, nói đâu gặm nhìn, nhìn đây nè. gặm tâm Rồi nói sẽ nói gì? em tâm có nhớ bình không? Rồi sao nữa? Rất nhiều. Rồi sao nữa? Đi ăn cho nó ngon. Nhìn vô màn hình nè. Đi ăn cho nó ngon. Nhìn vô màn hình nè. Đi ăn cho nó ngon. Rồi sao nữa? Mai 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 mốt rủ rủ Tâm đi về quê chơi. Rồi sao nữa? Nó đợi Về qua chơi là về dưới chơi gì? Kiên Giang. Về nhà cô Thanh Rồi gì đó? uống uống cà phê. Rồi gì nữa? Nó đợi Nhiều cái mà gì hết rồi. ai ngủ quay cái. Bây giờ hứa làm sao? Bây giờ hứa với em Tâm làm sao? Mốt thấy Nhìn đây bệnh không? nè. Nhìn đây nè. Hứa em Tâm mai mốt biết 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 chữ. Rồi sao nữa? Mai Nhìn đây mốt nè, sao cứ nhìn xuống hoài? Nói. Giờ biết hứa gì nữa? chữ. Biết chữ đi làm. Rồi cái gì nữa? Rủ rủ đến Tâm đi về Cần Thơ chơi. Rồi gì nữa? Rủ về quê của ba chơi. Rồi gì nữa? Sao cứ nhìn xuống hoài vậy bệnh? Rủ Đúng rồi, ngồi dựa ra. Rồi, nói đi. rủ em Tâm đi về quê chơi. Rồi gì nữa? Mai mốt rủ em Tâm đi bơi. Rồi gì nữa? Đi tập gym hết rồi. Còn gì nữa? Một cái nữa đi. Đi chơi. Không, bây giờ hứa sao nè, hứa trong tương lai Ồ, sao? tương lai là đi làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Chích thuốc Cho ai? cho mẹ. Có chích thuốc cho em Tâm không? Đó. Chích sao? Bơm vô. Bơm vô đâu? Bơm dứt. Chị bệnh gì? Em Tâm bị bệnh gì mà chị? Không. Hả? Không. Cái gì? Không là sao? Không. Chích vô, sao chích? Tại sao? Sao chích? Mai mốt không chích nữa. Chích nữa. Hứa yên tâm là mai mốt thấy bằng ngoan.